Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C3 sách giáo khoa về lớp 10 trang 87. Đề bài như sau: tại sao có thể nói thí nghiệm đã xác nhận công thức 15.8? Vậy chúng ta xem lại công thức 15.8 trang 86 sách giáo khoa. Chúng ta có công thức ở đây chính là công thức tính thời gian rơi của vật T bằng căn 2H trên G. Thì ta nói được như vậy là vì sau cái thí nghiệm thì ta xác nhận được một điều là dưới tác dụng của trọng lực thì thời gian rơi của vật T nó chỉ phụ thuộc vào độ cao h thôi, mà không phụ thuộc vào cái vận tốc V0 ban đầu mà chúng ta cung cấp cái vận tốc theo phương nằm ngang đấy. Đấy, vậy ta trả lời như sau. Ta nói rằng thí nghiệm đã xác nhận công thức là T bằng căn của 2H trên G. Vì qua cái thí nghiệm ta thấy rằng là dưới tác dụng của trọng lực thì thời gian rơi của vật chỉ phụ thuộc vào độ cao mà vật này rơi hết, chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào vận tốc ban đầu, tức là cái vector V0 đấy các em, theo phương nằm ngang mà ta cung cấp. Nghĩa là V0 bằng 0 cũng được, mà bằng bao nhiêu cũng được, nó không hề ảnh hưởng đến cái thời gian rơi của vật. Đến đây ta đã trả lời xong câu C3.